lớp mỗi lớp lên đây 3 đến 5 bạn nha. Không, con ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, chú mời từng lớp thôi. Ok, các bạn coi từng đá vô điện âm thanh nha. Ôi, bây giờ nói nội quy nữa nè. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi cho khỏe. Rồi, chúng ta sẽ có 1 phút để thể hiện mình. Lớp nào nhảy xinh nhất, lớp đó